chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động thị trường, chương trình cập nhật những thông tin đa chiều về thị trường kinh tế. Sau đây là những diễn biến chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. GDP quý 1 năm 2023 tăng 3,32%. Cảnh báo thủ đoạn lưu hành tiền giả. Vỡ hụi, kẻ trắng tay, người đổ nợ. Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm mùa tôm biển. Câu chuyện kinh doanh, CEO Đặng Khánh Duy và hành trình đưa bánh tráng Tây Ninh vươn ra thế giới. Công nghệ xe nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, theo báo cáo kinh tế xã hội quý 1 mới được Tổng cục Thống kê công bố, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1 năm 2020 trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2023. Về cơ cấu kinh tế quý 1 năm 2023, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,66%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,47%, khu vực dịch vụ chiếm 43,65%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,22%. Liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu, tính chung quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 79,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 75,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,07 tỷ đô la Mỹ, cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,9 tỷ đô la Mỹ. Trong 3 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,6 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 23,6 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động chương trình Hướng nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Chương trình này nằm trong các chuỗi hoạt động thường niên của trường, được thực hiện theo đề án 1665 về hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Chương trình được tổ chức dưới dạng hình thức talk show, tương tác trực tiếp giữa sinh viên và các chuyên gia là những người nắm giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp lớn. Qua đó, giúp thế hệ sinh viên trẻ của trường có thể tiếp cận được với những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đến từ chia sẻ của các chuyên gia. Hơn hết, chương trình giúp cho các start-up tương lai có thêm nền tảng và động lực để đón đầu những cơ hội mới trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có buổi giao lưu vấn đáp giữa sinh viên và chuyên gia, để các sinh viên có thể tìm thấy câu trả lời cho những nghi vấn của mình trong vấn đề khởi nghiệp từ những người đi trước. Mục đích của những cái chương trình thế này là để cho sinh viên học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Trong chương trình đào tạo của nhà trường thì nhà trường cũng có xây dựng cái môn khởi nghiệp cũng như cái môn đổi mới và sáng tạo và khởi nghiệp cho tất cả các bạn sinh viên. Nhà trường cũng mong muốn các bạn sinh viên có những cái kiến thức từ các doanh nghiệp, từ những người đi trước và các bạn cũng sẽ có một cái tầm nhìn rộng hơn để hiểu về khởi nghiệp cũng như đổi mới sáng tạo trong thực tiễn là như thế nào. Khởi nghiệp là một hành trình đầy thú vị và thử thách, và khởi nghiệp và đổi mới trong sinh viên cũng là một vấn đề đang được quan tâm. Thì qua cái buổi hội thảo này, em đã học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là tích lũy được những cái kỹ năng riêng không chỉ ở trên lớp mà còn những cái kỹ năng thực tế, đo lường được những cái thử thách cũng như những cái cơ hội cho tương lai, định hướng được cho mình cái hướng đi và cái mục tiêu mà em sẽ hướng tới. Trong tương lai thì em là sinh viên năm 2, hiện nay chắc chắn là sẽ phải hoàn thành một bài nghiên cứu khoa học. Thì qua những cái chia sẻ ngày hôm nay, em đã biết được cái cách sàng lọc thông tin cũng như là cách chọn lọc thông tin, cái kỹ năng đọc cũng như là quản lý thời gian và đặt ra mục tiêu gần nhất để mình có thể hoàn thành được. Hiện tại, nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục quốc tế, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết với Trường Đại học Flinders và Đại học Bond ở Úc thực hiện tuyển sinh cho hệ cử nhân quốc tế ở một số lĩnh vực bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Công nghệ xe nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Thưa
Thưa quý vị, nếu như nhìn bằng mắt thường thì chúng ta rất khó để phát hiện được đâu là tiền thật và đâu là tiền giả. Chính sự khó nhận biết này và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân nên các đối tượng đã sử dụng tiền giả để chi tiêu hàng ngày. Phóng sự sau là lời cảnh báo và chỉ ra những điểm cơ bản để giúp mọi người nhận biết tiền thật, tiền giả. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ Phan Nguyễn Tấn Kiệt, Phạm Thị Thái Trân cùng chú tỉnh Đồng Tháp và Lê Văn Toàn chú tỉnh Hậu Giang về tội tàng trữ lưu hành tiền giả. Điều tra mở rộng, công an đã bắt thêm Kiệt và Trân. Hai người này do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên dùng 10 triệu đồng tiền thật mua 80 triệu đồng tiền giả. Biết qua mạng Facebook rồi cũng mua trên đó rồi về cũng nhận hàng tại chỗ shop Hồ Trân. Rồi mới giao bán lại cho cũng trên mạng Facebook luôn cho những người khác. Thì khi có khách hỏi thì hai bên trao đổi rồi họ thành cái giá là 1 triệu tiền thật chứ qua chuyện tiền giả, rồi chỗ bên trên sẽ ship hàng đóng gói cho chỗ người khách đó. Cũng trong năm 2022, Công an tỉnh Hậu Giang còn phá thêm một vụ án tàng trữ lưu hành tiền giả, bắt 3 người là Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Dũ và Nguyễn Hoàng Cẩm Nguyên cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng cùng đi xe gắn máy đến các chợ nông thôn là vào thời điểm sáng sớm hoặc là chiều tối. Người mua hàng hóa có giá trị nhỏ là vài chục ngàn đồng để được nhận lại tiền thật. Rồi các đối tượng phía sau thì cảnh giới người dùng tiền thật để mua hàng hóa nhằm để cho người bán là không có thời gian kiểm tra và gây mất sự chú ý của những người dân xung quanh. Khi bị phát hiện thì các đối tượng này là tẩu tán tang vật, rồi giải cứu đồng bọn và tẩu thoát. Tội phạm sản xuất buôn bán tiêu thụ tiền giả tại Việt Nam diễn ra rất phức tạp. Tiền polymer có mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng là hai loại tiền hay bị làm giả nhất. Cầm cái tờ tiền, chúng ta sẽ co bóp cái tờ tiền. Đối với tờ tiền thật, khi mà bóp tờ tiền chúng ta thả ra tờ tiền ra thì tờ tiền nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Là tờ tiền nó không bị nhăn, không bằng khoảng trở lại như trạng thái ban đầu. Còn đối với tiền giả, khi chúng ta bóp giò như vậy thì nó sẽ, khi mua thả tay ra thì nó giống như một cái tờ giấy chúng ta bóp nát, nó không có trở lại trạng thái ban đầu, nó không có sự đàn hồi. Thưa quý vị, thời gian qua, trên địa bàn nhiều tỉnh thành của cả nước đã xảy ra các vụ việc lừa đảo liên quan đến hình thức chơi hụi, sau đó vỡ nợ, bỏ trốn, không có khả năng trả nợ với số tiền hàng trăm tỷ đồng, khiến cho nhiều người lâm vào cảnh lao đao, trắng tay, đổ nợ. Những ngày cuối năm 2022, người dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xôn xao trước việc bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, chú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên cầm cái hụi, sau đó vỡ nợ và đột ngột mất tích. Kết quả xác minh ban đầu xác định đối tượng chiếm đoạt của hơn 150 bị hại với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Pháp luật thì quy định là nghiêm cấm cái việc hụi họ biêu phường là có hưởng lãi suất, có hưởng chênh lệch, có sát phạt lẫn nhau. Tuy nhiên là mặc dù pháp luật đã có quy định, có văn bản hướng dẫn, nhưng mà thực tế ở nhiều địa phương thì xảy ra những tình trạng là biến cái hành vi hụi họ biêu phường đó thành một cái tổ chức cho vay nặng lãi hoặc là thành một cái hoạt động lừa đảo, dẫn đến câu chuyện là biến tướng một cái mục đích tốt đẹp trở thành một cái hoạt động gây nhiễu loạn xã hội. Tội phạm xảy ra nó có hai nguyên nhân, nhiều nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân chính sau: đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xây dựng niềm tin ban đầu về người bị hại. Một số người thiếu kiến thức về pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái hệ lụy để lại đó là những cái sự đau đớn, đó là cái sự mất niềm tin, đó là những cái sự thất vọng và thậm chí là có thể là sẽ sứt mẻ những cái tình cảm trong các cái mối quan hệ làng xóm láng giềng với nhau. Khắp các vùng quê nghèo như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, những lời tuyên vỡ hụi như tiếng sét đánh vào đầu người dân trong sự bế tắc. Các vụ giật hụi, vỡ hụi liên tiếp xảy ra khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn, khiến nhiều vùng quê nghèo vốn yên bình bỗng rơi vào cảnh lao đao. Cơ quan điều tra
cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng, tổ chức, đoàn thể, xã hội cũng tăng cường phổ biến kiến thức cho người dân nhận thức được những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo để tránh mình trở thành người bị hại, đồng thời vận động quần chúng kịp thời tố giác tội phạm. Đây là một giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm này. Để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là với những hình thức góp vốn bưu, hụi, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đặc biệt là cần nắm và tuân thủ các quy định pháp luật trong tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản. Công nghệ sấy nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, những ngày tháng 3, đông đảo người dân và du khách lại háo hức tìm về xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây đã trở thành địa điểm hấp dẫn để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mùa rêu xanh với những cảm xúc đặc biệt. Ngày cuối tuần, mời quý vị cùng cảm nhận vẻ đẹp độc đáo và lạ mắt của kè biển xóm Rớ mùa rêu xanh. Màu của rêu, lời mời gọi đầy thú vị và cả sự tò mò với những vị khách phương xa. Chẳng vì thế mà ngay khi ánh bình minh ló dạng, bên kè biển xóm Rớ, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại đây. Đẹp, độc đáo và lạ mắt chính là sức cuốn hút làm sao xuyến bao người khi đến trải nghiệm kè rêu xanh xóm Rớ. Trước khi mà đến đây thì thấy các bạn mà chụp hình lên thì cũng thấy rất là đẹp. Nhưng mà mình đến đây rồi, nguyên cả một cái không gian mà nó xanh mướt của những cái tảng đá rồi như thế này thì làm cho mình cảm thấy rất là thích thú và nãy giờ chụp hình cũng tương đối nhiều. Những khối bê tông vốn để che chắn cho người dân làng biển trước những mùa biển động, vậy mà cứ như được thiên nhiên ưu đãi, mảng rêu xanh ngắt bám chặt vào đá. Qua ngày tháng, biến nơi này trở nên đẹp tựa như tranh, một màu xanh mềm mại chập chờn trên sóng, tạo nên lớp ngôn ngữ khác biệt. Dù chẳng phải là danh thắng nổi tiếng, nhưng vẫn cuốn hút bao người, gợi cho bất kỳ ai đã đặt chân đến đây với bao cảm xúc đong đầy. Những rêu xanh rất là đẹp, chụp hình cho chúng ta cảm thấy chúng ta yêu đời hơn và thích biển hơn. Theo những người dân trong làng, rêu xanh bắt đầu xuất hiện từ tháng 2, rộ nhất là vào tháng 3, tháng 4. Không gian bình yên của làng biển bừng thêm sức sống mới bởi những mảng rêu xanh, nhộn nhịp dòng người tìm đến để có những bức ảnh đẹp nhất mùa rêu đang rộ. Những người sinh ra và lớn lên ở làng càng vui hơn khi bờ biển quen thuộc đón thêm những vị khách mới. Con ở chợ ở xóm đây cũng vui. Thấy ra đây thứ nhật, thứ bảy, hôm nay là đi xuống rồi, không có ngày nào khỏi đó. Đi xuống là trong bán quần viên này, xe lớn, xe nhỏ gì đi ra đó. Yeah. Nhiều năm trở lại đây, cứ đến mùa rêu, xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa lại trở thành địa điểm hấp dẫn với người dân địa phương và du khách. Trong ánh bình minh hay buổi chiều tà, bên mảng màu rêu xanh đã để lại những cảm xúc đặc biệt cho những ai được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa rêu xóm Rớ. Thưa quý vị, những ngày này, trong mùa cao điểm đánh bắt tôm biển, tại cảng cá Vĩnh Lương, Nha Trang luôn diễn ra cảnh nhộn nhịp, các bạn hàng tranh nhau thu mua tôm biển ngay khi các tàu đánh bắt của người dân Khánh Hòa vừa trở về cập cảng với sản lượng trúng rất đậm tôm biển. Các tàu đánh bắt xa bờ của người dân Khánh Hòa tấp nập trở về cảng cá Vĩnh Lương vào ngày 26 tháng 3 với đầy ắp tôm biển. Tôm biển còn được gọi là tôm láng với đủ kích cỡ, có con to bằng con tôm sú, được các bạn hàng thu mua ngay tại cảng. Do trúng quá nhiều tôm biển nên nhiều tiểu thương phải thuê chị em phụ nữ địa phương bóc vỏ tôm ngay tại chỗ để bán được giá cao hơn. Tuy giá thu mua tôm biển hiện nay giảm chút ít so với mùa đánh bắt trước, tức mỗi ký tôm còn vỏ, người dân bán được trên dưới 50.000 đồng một ký. Tôm sau khi được bóc vỏ bán đến trên 100.000 đồng một ký nên đã mang lại niềm vui cho người dân trước tài nguyên biển đang ngày càng cạn kiệt. Do là loại tôm sinh sống trong môi trường thiên nhiên nên tôm biển luôn được thị trường ưa thích. Năm nay, do thời tiết biển êm sau Tết đã tạo nhiều thuận lợi cho các tàu đánh bắt vươn khơi trong mùa đánh bắt tôm biển hiện nay. Quý vị thân mến,
Bánh tráng là một loại đặc sản có truyền thống lâu đời. Hình ảnh của chiếc bánh tráng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây đã phần nào tô đậm thêm ý nghĩa biểu tượng của nó. Tuy nhiên, ít ai lại nghĩ rằng bánh tráng cũng có thể trở thành một loại thực phẩm giúp cho doanh nghiệp Việt Nam mở đầu trong các buổi trò chuyện thương mại ở môi trường quốc tế. Trong chuyên mục Câu chuyện kinh doanh tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Đặng Khánh Duy, CEO của thương hiệu bánh tráng Tân Nhiên, để tìm hiểu về hành trình đưa bánh tráng Tây Ninh vươn ra thế giới, quý vị nha! Ấp ủ hoài bão lớn lao về việc mang những chiếc bánh tráng mang phong vị quê nhà đi khắp Nam Châu, CEO Đặng Khánh Duy đã trải qua một quãng đường trắc trở trong suốt cuộc hành trình khởi nghiệp của mình. Nhận thấy cây khoai mì là thế mạnh của tỉnh nhà, anh nuôi ý tưởng sáng tạo ra một loại bánh tráng siêu mỏng, tiện lợi cho người tiêu dùng. Mãi cho đến năm 2018, khi nhà máy sản xuất bánh tráng Tân Nhiên ra đời, những hoài bão ban đầu của anh Đặng Khánh Duy mới xem là đạt thành. Thì bắt đầu từ 2012 khi mình về Tây Ninh, thì mình được làm trong công ty sản xuất bột mì, thì nhận thấy được cái lợi thế từ nguồn nguyên liệu. Thế là mình mới quyết định là thành lập ra cái công ty để làm bánh tráng, là khởi nghiệp riêng cho bản thân mình. Cái giai đoạn mà quan trọng mà khó khăn nhất là những cái giai đoạn mà ngày đầu khởi nghiệp. Thì với cái kiến thức về sản xuất bánh tráng hay là về kinh nghiệm thì gần như là mình hoàn toàn không có. Và đặc biệt là cái sản phẩm của mình thì nó khác với lại cái sản phẩm của truyền thống thị trường thời điểm đó. Thì cái thời gian đầu mà đưa thị trường thì người tiêu dùng họ không đón nhận. Thì bắt đầu là có những lời đềm tiếu từ bên ngoài. Mình vẫn theo cái con đường mình đã chọn từ đầu là quyết định là không dùng tất cả chất bảo quản gì trong sản phẩm. Thì sau một quá trình khoảng cỡ 6 đến 7 tháng thì người tiêu dùng họ đón nhận, họ sử dụng, quen rồi họ quay lại. Thì từ đó thì cái sản phẩm mình được người tiêu dùng thương và sử dụng tới thời điểm này phát triển gần như là rất là mạnh. Trong cái dịch Covid vừa qua thì đối với Tân Nhiên chỉ khó khăn về cái sản xuất, còn về thị trường thì gần như là trong quá trình từ dịch cho tới lúc hết dịch thì gần như là cái lượng tiêu thụ gần như là luôn là hàng sản xuất luôn bị thiếu hàng. Thành ra thì trong khó khăn thì thực ra Tân Nhiên vẫn có nhiều thuận lợi để phát triển trong năm vừa qua. Bản thân giống chia sẻ thì Tân Nhiên là một khởi nghiệp từ cơ sở đi lên. Thì về kiến thức về siêu thị thực phẩm gần như là bản thân mình và anh đậu cũng anh em công ty gần như không có nhiều. Thì cứ mỗi một lần làm chứng nhận thì được bên tư vấn họ xuống, họ sửa sang nhà máy, họ sửa sang quy trình lại. Thì lại là một điều kiện để Tân Nhiên học hỏi thêm. Và với mong muốn rằng là sản phẩm của Tân Nhiên mỗi một ngày sẽ đạt chất lượng hơn và quy chuẩn hơn. Thành ra là Tân Nhiên tự nâng cái chứng nhận mình lên từng bước một. Cái hàng Việt Nam chất lượng cao mà để được in lên cái bao bì á, thì là mục tiêu của Tân Nhiên đặt ra từ lúc mà mới thành lập công ty tới bây giờ. Cái biểu tượng đơn giản chỉ là một logo thôi, nhưng mà nó là một cái giống như là định hình trong các người tiêu dùng rằng cái đó là một sản phẩm có chất lượng. Thành ra là hy vọng rằng mà khi mà có cái được chứng nhận đó thì cái sản phẩm Tân Nhiên sẽ tạo được niềm tin cho người tiêu dùng nhiều hơn. Bước đi trên con đường của riêng mình, CEO Đặng Khánh Duy tự có những triết lý kinh doanh đặc biệt. Sạch từ suy nghĩ đến sản phẩm là phương châm mà anh đã định hướng cho thương hiệu bánh tráng Tân Nhiên ngay từ những ngày đầu thành lập. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi chiếc bánh tráng Tân Nhiên ra đời từ dây chuyền công nghệ khép kín đều đảm bảo được chất lượng và làm hài lòng hầu hết những người tiêu dùng khó tính. Gần như là các kế hoạch đặt ra từ năm 2012 thì sau 2022 và tới đầu 2023 thì gần như mình đã hoàn thành. Các kế hoạch ví dụ như là mình phấn đấu từ ô cốp 4 sao lên 5 sao. Thì hiện tại Tân Nhiên cũng là sản phẩm ô cốp 5 sao đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. Tất cả các giải chứng nhận như là hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập hay là hàng Việt Nam chất lượng cao tiêu dùng bình chọn. Thì gần như là mục tiêu là năm nay là công ty đã hoàn thành. Năm 2023 này Tân Nhiên đang chuẩn bị khai trương một nhà máy mới. Là quá trình cuối năm 2022 là đã xây dựng rồi thì đang chuẩn bị hoạt động. Và đặc biệt là các kế hoạch xuất khẩu thì năm nay thì Tân Nhiên sẽ tập trung vô xuất khẩu các thị trường châu Âu và Mỹ. Và sẽ cố gắng là cho nhà máy mới hoạt động sớm nhất. Thực ra thì cái lời đề nghị á, thì rất là nhiều đơn vị họ đang là đợi Tân Nhiên đưa ra sản phẩm mới. Thì đang chỉ cần đợi là Tân Nhiên hoàn thành nhà máy và có sản phẩm thì sẽ gửi mẫu cho các đối tác là trong năm nay. Hy vọng rằng 2023 này thì Tân Nhiên xuất khẩu nhiều hơn. Đón đầu những cơ hội phát triển toàn cầu chính hướng đi mà CEO Đặng Khánh Duy và thương hiệu bánh tráng Tân Nhiên đã và đang làm trên hành trình vươn tầm thế giới. Trong tương lai, bánh tráng Tân Nhiên sẽ xuất hiện trong tiềm thức của các cường quốc lớn như là một biểu tượng của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan đến thị trường kinh tế bất động sản, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ, Big Vision Media cùng Indorsin, công ty cổ phần công nghệ nhiệt mặt trời phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.